12. Quỳ niệm kinh Địa Tạng. Quy y Hòa thượng Thường Trí xong, Hòa thượng chuyên tu thiền tập định, đọc tụng kinh Phật. Lúc 15 tuổi, lần đầu tiên Hòa thượng thấy được kinh Địa Tạng. Kể từ đó, mỗi ngày Ngài đều quỳ niệm kinh Địa Tạng, và quỳ đến nỗi đầu gối bị tróc da rướm máu, Ngài cũng bất chấp. Tinh thần cung kính kinh điển của Ngài khó ai sánh bằng. Hòa thượng kể, bắt đầu tu hành là tôi niệm kinh Địa Tạng và kinh Pháp Hoa. Năm tôi 15 tuổi, vào mùa đông, tôi thấy được kinh Địa Tạng lần đầu tiên. Trước kia, tôi chưa hề thấy qua kinh Phật. Lần đầu thấy kinh Địa Tạng đó, dường như ở chỗ của trưởng lão Diệu Liên, là quyển do Ngài sao chép lại rồi in ra. Khi được kinh Địa Tạng do Ngài viết đó, tôi mang về nhà tụng liền. Ở phương Bắc có loại nhang tinh tấn, có thể đốt được 2 tiếng đồng hồ. Tôi thắp một cây nhang đó, rồi quỳ xuống từ từ tụng. Tụng xong một bộ thì nhang cũng vừa tàn. Mỗi ngày tôi tụng một bộ vào bữa trưa. Tụng qua một thời gian, đầu gối tôi bị rách da rướm máu vì tôi quỳ nơi sàn gạch không lót đệm. Mặc dù có đồ đệm nhưng tôi không dùng. Thật ngu ghê, làm cho đầu gối trầy da chảy máu mà vẫn không dùng đến đệm lót. Lần đầu tiên tụng kinh Địa Tạng, tôi có cảm giác thật khó diễn tả. Tôi thấy thân tâm mình thật thanh tịnh, thư thái. Tôi lúc đó ngu đến nỗi không biết lót đệm, khiến cho đầu gối bị thương, còn cho rằng phải nên như vậy. Đầu gối các vị bây giờ đâu có bị trầy rách, cũng không chảy máu. Vì hễ quỳ ở dưới đất, các vị nhất định phải lót đệm kê. Có đau một chút là các vị đã lo ngại cho đầu gối của mình rồi. Do đây cũng chứng minh rằng các vị đã thông minh hơn sư phụ nhiều.